Với những bước đi mang tính chất sai lầm của chủ tịch Silvio Berlusconi, AC Milan hoàng kim năm nào đã dần đi chệch hướng để từ sau chiếc vô địch Champions League lần thứ 7 trong lịch sử của họ, mang về những ngôi sao gánh vác trọng trách của những huyền thoại đi trước. Bố già Rossoneri mong rằng đội bóng của ông có thể vực dậy sau những khó khăn để hồi sinh lại những cái cánh Juventus đã từng bước leo lên từ Serie B và giờ giữ vị thế của một trong những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu. Và sau đây, hãy cùng cả bóng đá đến với chu trình sụp đổ hoàn toàn của một đế chế đỏ đen sau những thành công và sự rạn nứt dần nhen nhóm được cảnh báo ở kỳ trước. Những tưởng Scudetto của mùa giải 2010-2011, AC Milan sẽ đánh dấu sự trở lại với vị thế của mình. Tuy nhiên, tham vọng phục hưng thì chẳng thấy đâu, còn riêng sự sụp đổ đã hiện hữu với AC Milan. Viên gạch đầu tiên là khi đội bóng này chia tay Andrea Pirlo vào mùa hè năm 2011, để rồi 365 ngày sau là cả một cuộc di cư nối đuôi, Filippo Inzaghi và Massimo Otto giải nghề. Còn những Gianluca Zambrotta, Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso, Marc van Bommel, Clarence Seedorf, tất cả đều rời San Siro theo dạng hết hợp đồng và không còn một cái tên nào mang lại lợi ích kinh tế về cho câu lạc bộ. Nhưng đó không phải tất cả. Hai cầu thủ giá trị nhất trong đội hình của Rossoneri là Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva bị bán cho gã nhà giàu mới nổi khi đó là PSG với mức giá 65 triệu euro. Chính sự nổi lên của PSG nhờ vị chủ tịch Nasser Al-Khelaifi bơm tiền đã gián tiếp đẩy Milan xuống vũng bùn. Dù cả Ibrahimovic lẫn Thiago Silva là xương sống của Rossoneri, thế nhưng chủ tịch Berlusconi lại sẵn sàng đáp ứng lời đề nghị của PSG. Khi mà ban lãnh đạo AC Milan bán đi Ibrahimovic cho PSG với con số 20 triệu euro, trớ trêu một điều là họ còn chưa thanh toán hết 24 triệu euro chuyển nhượng cho Barca trong bản hợp đồng của Zlatan, vốn được mua trả góp trong 3 mùa giải. Với những Milanista, mùa hè 2012 có thể nói là cơn ác mộng thực sự đối với họ, khi những người hâm mộ biết rằng AC Milan của triều đại Berlusconi chỉ còn sống vất vưởng qua từng ngày. Thay thế cho sự ra đi của hàng loạt những trụ cột là những cái tên không xứng đáng để gánh vác trọng trách để lại. Các cầu thủ như Ricardo Montolivo, Stephen Alsaroui, Christian Zapata, Nigel De Jong, Buhan Kerkic và Mario Balotelli là bộ mặt mới cho một trong những đội bóng vĩ đại nhất của đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, những cầu thủ này chẳng thể giúp được nửa đỏ đen hùng mạnh năm nào thoát khỏi tình cảnh dần chìm sâu xuống vực thẳm, với hy vọng hồi sinh đã kiệt quệ theo những bản hợp đồng dần ra đi. Tại sao AC Milan không mang về những ngôi sao đủ tầm để thay thế những trụ cột của họ? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì không có tiền. Tập đoàn mẹ của đội bóng này là Fininvest, được điều hành bởi gia đình Berlusconi liên tục làm ăn thua lỗ từ năm 2007, thậm chí đã khai lỗ 486 triệu euro vào năm 2013. Doanh thu từ việc bán áo và những hoạt động kinh doanh khác chỉ chiếm một phần nhỏ ở AC Milan, và đó là sự khác biệt chết người nữa giữa họ và các đối thủ lớn của cựu lục địa. Mà thực tế là doanh thu và kết quả thi đấu trên sân có quan hệ rất gần gũi. Khi AC Milan chơi tệ và biến mất trên bình diện châu Âu, khả năng kinh doanh của họ đương nhiên cũng sẽ bị giảm sút theo. AC Milan đã trải qua chuỗi thời gian đầy tệ hại với một loạt huấn luyện viên kể từ mùa hè năm 2012. Những nhân vật có tầm ảnh hưởng cực lớn như Clarence Seedorf và Filippo Inzaghi đã từng thống trị châu Âu trong màu áo đỏ đen dưới tư cách là cầu thủ. Thế nhưng họ lại chẳng thể làm nên điều gì với tư cách là một vị thuyền trưởng. Thay huấn luyện viên như thầy áo, đó không phải là cách để AC Milan vực dậy được chính họ khi danh tiếng của họ đã quá sa sút. Việc bổ nhiệm Filippo Inzaghi là một quyết định khó hiểu đến kỳ quặc của ban lãnh đạo. Huyền thoại AC Milan được ngồi lên ghế nóng ở San Siro, dù trước đó anh chỉ mới dẫn dắt đội U19 vào năm 2012, không lâu sau khi giải nghề. Tương tự Inzaghi là Seedorf, người thậm chí còn đang đá cho Botafogo ở Brazil thì được đưa về San Siro để thay thế Max Allegri. Về chủ tịch Silvio Berlusconi, ông đã trực tiếp đẩy AC Milan tới thoái trào. Sau khi no nê danh hiệu, người ta đã nhìn thấy sự chán nản của ông dành cho môn thể thao này. Bố già bắt đầu cặp kè với những chân dài nóng bỏng tuổi đôi mươi, dù cho bản thân đã cao tuổi. Chưa kể ông bắt đầu tiệc tùng nhiều hơn và bóng đá với ông dần trở thành thứ yếu. Tia hy vọng đến với những người yêu AC Milan suốt một khoảng thời gian dài khi Silvio Berlusconi quyết định từ chức chủ tịch danh dự tại AC Milan. Triều đại của cựu thủ tướng Ý đã chứng kiến câu lạc bộ gặt hái đầy vinh quang, trong đó có 5 chiếc cúp châu Âu, khiến họ trở thành câu lạc bộ vĩ đại thứ hai tại Champions League với 7 danh hiệu, chỉ sau Real Madrid. Nhưng rồi, niềm vui của các Milanista bỗng chốc tan thành mây khói, bởi khi Berlusconi rao bán AC Milan với giá 740 triệu euro cho Rossoneri Sport Investment Lux vào tháng 4 năm 2017. Chủ sở hữu mới, John Hongli, cũng là một kẻ chẳng mặn mà gì với bóng đá.
Những gì mà Jong Hong Lee làm chỉ là vung tiền một cách vô tội vạ. Hàng trăm triệu euro được Milan ném vào thị trường chuyển nhượng. Liên tiếp mức lương kết xù xuất hiện trong các bản hợp đồng mới. Cuộc cách mạng của đội chủ sân San Siro dưới tay chủ người Trung Quốc bắt đầu. Một canh bạc nữa được đánh cược tại San Siro. Vào năm 2017, AC Milan có một kỳ chuyển nhượng rầm rộ nhất trong thập kỷ. Họ chia ra đến 146 triệu bảng để mang về 11 cầu thủ: Leonardo Bonucci, Andre Silva, Hakan Çalhanoğlu, Matteo Musacchio và Lucas Biglia để minh chứng mình trở lại với tâm thế là một kẻ thách thức danh hiệu. Trên goal, Kia Mardoy đặt vô số nghi ngờ về cuộc cách mạng của Milan dưới tay chủ Trung Quốc, đứng trước nguy cơ sụp đổ. Khoản đầu tư 200 triệu euro vào đội hình này dường như vẫn chưa đủ giúp nhà cửa vô địch Serie A tìm lại thời kỳ hoàng kim. Nếu như AC Milan thất bại, một cuộc đại khủng hoảng sẽ xảy ra. Sau đó, chủ tịch Gian Palota của AS Roma đã lên tiếng chê bai đối thủ. Tôi không có ý kiến với việc AC Milan vung tiền mua sắm, nhưng nghĩ lại đi, ban đầu họ làm gì có nhiều tiền như vậy? Và khi các công tố viên phanh phui ra sự thật của Rossoneri Sport Investment Lux, AC Milan một lần nữa phải lãm đủ. Chủ sở hữu người Trung Quốc, Jong Hong Lee, mất quyền sở hữu đội bóng vào tay của tập đoàn Elliott Morgan Corporation. Lý do là bởi tập đoàn Rossoneri Sport Investment Lux, quản lý Milan đã mượn 300 triệu euro từ tập đoàn Elliott của Mỹ. Đồng thời lúc đó, hợp đồng giữa Adidas và AC Milan cũng kết thúc, dẫn đến việc AC Milan mất gói tài trợ 19,7 triệu euro vào ngân sách mỗi mùa. Trong khi Puma chỉ mang về cho đội bóng này từ 10 đến 15 triệu euro. Giám đốc điều hành khi đó của AC Milan là Marco Fassone đã lên tiếng trấn an những Milanista. Ông giải thích thêm lãi suất từ gói mượn 300 triệu euro được chia thành hai phần, trong đó gói 180 triệu euro trả lãi 11,5% và 7,5% dành cho gói 2 120 triệu. Giới chủ Trung Quốc khi đó tự tin trong vòng 3 năm tới, giá trị AC Milan cao gấp đôi số tiền họ nợ. Tuy nhiên, mọi thứ tá hỏa khi cựu huấn luyện viên Marcello Lippi tiết lộ dân Trung Quốc không hề biết thông tin nào về chủ tịch Jong Hong Lee và cộng sự tại AC Milan. Điều này trái ngược với tập đoàn Suning hùng mạnh đang quản lý đội bóng cùng thành phố Inter. Cuối cùng, chủ tịch Jong Hong Lee bị tước quyền chủ tịch AC Milan khi ông vướng vào các cáo buộc về tài chính và mọi quyền hành thuộc về tay của tập đoàn và cũng là chủ nợ của Jong Hong Lee, Elliott Morgan Corporation. Như sát muối và vết thương, Rossoneri bị cấm tham dự các giải đấu thuộc UEFA về luật công bằng tài chính ở mùa giải 2019-2020 vì vi phạm các điều luật công bằng tài chính từ năm 2015 đến 2018, dù họ kết thúc mùa 2018-2019 với vị trí thứ 5 chung cuộc. Trước đó, AC Milan đã bị cảnh cáo từ trước mùa giải 2018-2019 nhưng vẫn được dự Europa League. Tuy nhiên, đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Real Betis và Olympiacos. Nhưng phải nói một điều, AC Milan đã không còn rơi vào tình cảnh khủng hoảng trầm trọng như cuối và hậu triều đại Berlusconi. Tập đoàn Elliott tiếp quản AC Milan từ tay cựu chủ tịch Jong Hong Lee đã chịu chi tiền cho câu lạc bộ để tái thiết đội bóng thay vì tạm quyền thay Jong Hong Lee và bán câu lạc bộ cho các đối tác khác. Những ngôi sao cũng đã chịu gắn bó với đội bóng và các bản hợp đồng mới cũng đã được mang về San Siro. Và việc không được tham dự cúp châu Âu trong 2 năm là một lợi thế để AC Milan dồn toàn lực cho mặt trận Serie A. Thêm vào đó, thay thế cho Gennaro Gattuso là huấn luyện viên Marco Giampaolo, một người có khả năng liệu cơm gắp mắm tương đối tốt. Ban lãnh đạo Rossoneri cũng thể hiện sự quyết tâm trở lại bằng việc bổ nhiệm các huyền thoại như Zvonimir Boban và Paolo Maldini vào vị trí giám đốc thể thao và giám đốc kỹ thuật. Bên cạnh sự xuất hiện của đội ngũ quản lý mới, AC Milan tiếp tục cho thấy tham vọng bằng hàng loạt những bản hợp đồng đầy hứa hẹn. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Dưới quyền của Marco Giampaolo, đội chủ sân San Siro không cho thấy sự vươn mình khi vẫn loay hoay ở nhóm nửa cuối bảng xếp hạng vào thời điểm đầu tháng 10 năm 2019. Chẳng khác gì những huấn luyện viên tiền nhiệm, Giampaolo nhận trách sa thải chỉ sau 3 tháng nắm quyền. Ba thất bại liên tiếp trước đại kình địch Inter, Torino và Fiorentina đã đánh bật cửa huấn luyện viên của Sampdoria khỏi ghế nóng tại San Siro. Thay thế cho vị trí của Marco Giampaolo là Stefano Pioli. Tuy nhiên, ngay thời điểm đó, làn sóng phản đối đã nổi lên khi hashtag Pioli out trở thành xu hướng hàng đầu trên Twitter tại Ý, dù cựu huấn luyện viên của Lazio và Inter còn chưa chính thức được bổ nhiệm. Lý do là bởi Stefano Pioli đã từng khẳng định cả ông và gia đình đều là những Interista và luôn dành tình yêu mãnh liệt cho nửa xanh đen thành Milano. Ông cũng từng tuyên bố sẵn sàng dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào, nhưng vẫn luôn là một fan trung thành của Inter. Thời điểm đó, nhóm Milan Ultras đã nghi ngờ đội bóng của họ đưa ra một quyết định sai lầm, nối tiếp những sai lầm với thông điệp: một khi chúng tôi nghĩ rằng đội bóng đã chạm đáy rồi, thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn. Với sự trở lại của Zlatan Ibrahimovic, AC Milan được mang lại làn gió mới cho đội bóng. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng Ibrahimovic đã 38 tuổi và anh chỉ còn có thể cống hiến về mặt tinh thần cho đội bóng này, cũng như là người tạo động lực cho các cầu thủ trẻ. Huyền thoại người Thụy Điển đã không còn là người có thể gồng gánh Rossoneri như cách đây 9 năm về trước. Rõ ràng, việc tái thiết và hồi sinh AC Milan quay trở lại với thời kỳ hoàng kim như cái cách mà Juventus trở lại từ bê bối Calciopoli năm nào sẽ là một điều rất khó khăn và cần rất nhiều thời gian.
Từ một đội bóng khủng hoảng, AC Milan được Silvio Berlusconi cứu rỗi và biến thành một đế chế vĩ đại. Để rồi sau 20 năm tại vị, cựu thủ tướng Ý đã biến AC Milan trở thành một vũng lầy và đi kèm là sự sụp đổ của một trong những đội bóng vĩ đại nhất. AC Milan đã không thể quay lại Champions League kể từ năm 2014 và có lẽ sẽ còn rất lâu nữa họ mới có thể trở lại từ đống đổ nát. Tuy nhiên, chưa bao giờ những người hâm mộ Rossoneri từ bỏ đội bóng này, và cái tên AC Milan vẫn sẽ mãi bất tử với những tifosi nói riêng và Milanista nói chung, những con người đã từng một thời ngất ngây với một đế chế đỏ đen mang tên Rossoneri.